Cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin trưa ngày 20 tháng 10. Tính đến 12 giờ trưa nay, Cần Thơ ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới. 4 F1 và F2 liên quan đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm COVID-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận, huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế 6 trường hợp, phường Tân An 1 trường hợp, phường An Bình 1 trường hợp. Quận Cái Răng ghi nhận 2 ca nhiễm mới, trong đó phường Hưng Phú 1 trường hợp, phường Lê Bình 1 trường hợp. Quận Thốt Nốt ghi nhận 3 ca nhiễm mới, trong đó phường Thốt Nốt 2 trường hợp, phường Tân Lộc 1 trường hợp. Huyện Phong Điền ghi nhận 1 ca nhiễm mới tại xã Nhân Ái. Huyện Vĩnh Thạnh ghi nhận 1 ca nhiễm mới tại xã Thạnh Lộc. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 2 ca nhiễm về từ tỉnh, thành phố khác gồm tỉnh Vĩnh Long 1 trường hợp và 1 trường hợp từ tỉnh Đồng Tháp. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 6.370 ca nhiễm, đã truy vết 16.979 F1, 10.800 F2 liên quan, đã điều trị khỏi 5.673 trường hợp. Số liệu trên là số liệu tổng hợp do Sở Y tế Cần Thơ chưa cập nhật số liệu cụ thể các ca nhiễm. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.